Dạ, chính chủ đề có lý. Là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, cùng khu dự trị trữ sinh quyển thế giới của Lao Chàm, hồng kẹt đa dựng, vườn cửa, tháp chăm Khương Mỹ. Nhà thiết kế Anh Phạm đã sáng tạo nên những mẫu áo dài từ chất liệu vải lụa thăng thắt, với những chi tiết lính đá, cắt cúc tinh tế ở quỷ tay và làm phồng vai, mang lại sự nền nã, dịu dàng. Nhưng vật toát lên cái nét cá tính, bản sắc riêng của người phụ nữ Việt Nam.